Tuy rằng là đã hơn 30 năm trong cuộc đời ca hát của chị rồi, thế nhưng mà cứ mỗi một lần chị xuất hiện trước khán giả chị bị pressure lắm. Tại vì thật sự ra không phải là mình quan trọng hóa về cái bề ngoài của mình, thế nhưng mà nó phải cần đi đôi với lại cái performance của mình và gìn giữ cái kỷ niệm của khán giả khi mà họ mới đến với mình. Hơn 30 năm về trước, mình không thể nào mà mình cho phép mình looking too different. Đối với những cái gì và kỷ niệm mà họ đã gìn giữ trong tim của họ. Thành ra nó bắt buộc là mình mỗi ngày phải chịu khó để mà tập luyện không những tiếng hát nhưng mà lại còn cả sức khỏe nữa. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Em chào chị. Hello Kenneth, chị chào em. Đây là một cái dịp để em đợi rất là nhiều năm để gặp chị và hỏi chị rất là nhiều câu hỏi, là tại vì hồi xưa em có học với lại mẹ của chị, cô Thái Thanh. Em học khoảng chừng 2 năm. Và em học hát hả? Dạ, học hát. Ok. Tại vì chị biết là mẹ chị chỉ có dạy hát thôi chứ đâu có dạy gì. Mẹ chị dạy hát nhưng mà mẹ chị cũng dạy em làm con người. Hay quá, cảm ơn em. Dạy làm người và cũng dạy cách pronounce tiếng Việt. Tại vì em sinh ở đây, em không có nói tiếng Việt. Hồi xưa em không nói được tiếng Việt. Cái thời gian mà mẹ cô Thái Thanh ngồi trong cái phòng mà dạy thì chỉnh tiếng Việt nhiều lắm. Chỉnh cái pronunciation rất là nhiều. Quan trọng nhất. Yeah. Giống như bây giờ chị đang dạy hát cũng vậy, chị cũng gặp nhiều cái vấn đề khó khăn trong việc dạy phát âm. Thành ra em nói là chị nhớ liền, chị hiểu liền. Rồi em cũng sẽ hỏi chị về những cái đề tài mà học để mà nói chuyện rất là rõ, như là cô Thái Thanh và chị nói tiếng Việt rất là rõ ràng. Thì em cũng muốn biết là cái đó là nằm ở trong cái, nhưng mà em sẽ hỏi chút, nhưng mà đi ở trong cái vài cái đi ngược về cái thời gian mà năm 94 là em ở bên Okinawa với một nhóm lính Việt Nam, thì đi thủy quân lục chiến với trong cái thủy quân lục chiến Mỹ, nhưng mà đi chung với anh em, gặp anh em Việt Nam ở bên Okinawa. Thì cái thời gian đó, dạ bên Nhật. Rồi cái thời gian đó cũng mười mấy đứa trong nhóm thì ngồi làm việc, ngồi mua đồ ăn về trong phòng buổi chiều đi làm việc weekend, thì tụi em chơi một bài Sa mạc tình yêu của chị. Năm 94. Yeah. Ok, Kenneth. Yeah. Bây giờ trước khi em phỏng vấn chị phải phỏng vấn em trước chị mới chịu. Yeah. Em nói là năm 94 là em đã đi lính hả? Dạ yeah, chị. Vậy thì năm nay tại sao em trông như là 25 tuổi? Cảm ơn chị. Chị không nói đùa đâu nha, chị nói thiệt. Chị nói thiệt, tại làm sao mà có thể có một người dám trẻ hơn chị. chị kéo exactly như mẹ của chị, exactly. Giống mẹ hả? Very kéo, very knows what to say every time. Yeah. Không phải kéo đâu, nói thiệt. Yeah. Chị nhìn em nè, ở trong cái Zoom của mình, Zoom meeting của mình, hình ảnh của em rất là rõ ràng, chẳng có make up, chẳng có làm cái gì mà để làm đẹp, làm trẻ cả, nhưng mà sao mà nó trẻ măng vậy đó. Dạ, em cũng cảm ơn chị. Chị cũng the same, chị không có age một ngày từ cái năm 94 mà em theo dõi cái bài hát đó và những cái cover trên cái album. Em cũng trong tuần này em cũng nghe để em có cái feeling để ngồi nói với chị đi. Thì cảm ơn em, không phải đâu, mà chị nghĩ chắc có lẽ là cái nghề này của chị đó, cũng như hầu hết tất cả những ca sĩ là đều phải gìn giữ cái vẻ bề ngoài của mình nè. Rồi tại vì mình là người của quần chúng, thành ra khi mà mình xuất hiện trước khán thính giả thì mình phải tươm tất và mình họ expect nhiều lắm đó em. Tuy rằng là đã hơn 30 năm trong cuộc đời ca hát của chị rồi, thế nhưng mà cứ mỗi một lần chị xuất hiện trước khán giả chị bị pressure lắm. Tại vì thật sự ra không phải là mình quan trọng hóa về cái bề ngoài của mình, thế nhưng mà nó phải cần đi đôi
với lại cái performance của mình và gìn giữ cái kỷ niệm của khán giả khi mà họ mới đến với mình hơn 30 năm về trước. Mình không thể nào mà mình cho phép mình looking too different đối với cái những cái gì và kỷ niệm mà họ đã gìn giữ trong 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 tim của họ. Thành ra nó bắt buộc là mình phải mỗi ngày phải chịu khó để mà tập luyện không những tiếng hát nhưng mà lại còn cả sức khỏe nữa. Và em cũng muốn hỏi chị chút nữa về những cái regimen và những cái program của chị để keep in shape và cái mental cái vocal condition in shape. Thì trở về cái năm 94 ở bên Nhật thì tụi em cái bài Sa mạc tình cái bài yêu Sa mạc tình yêu là một cái bài mà để lại trong trong đầu của em và những anh em trong cái năm đó, tại vì đi xa nhà rồi rất là nhiều kỷ niệm để tụi em để những người bạn gái để nhà rồi tụi em để cái bài đó chơi in the background on repeat cái năm đó a lot. So em muốn nói là cái meaning của một người mà cái một bài mà nó đi theo cái cuộc đời của mình forever, nó make an impact forever trong cái một cuộc đời. Chị vui lắm mà nói chữ mừng thì đúng hơn cả chữ vui, đó là tại vì em biết rằng là chị là một cái thế hệ như là một cái bridge, một cái cầu nối từ từ năm 75 là năm mà mình quê hương mình có những biến chuyển quá lớn cho đến khi mà sang đến Mỹ hoặc là những người Việt Nam mà sống rải rác tất cả mọi nơi trên thế giới từ sau năm 75 thì cái thế hệ của chị lúc đó năm 75 là chị mới có 18 tuổi. Wow. Turning to 18. Mà chị rồi thì đời sống nó trôi qua rồi vẫn còn đi học năm cuối ở trường trung học để mà lấy cái tú tài. Rồi thì khi đi qua đến bên này, qua đến bên Mỹ này thì mình tự cảm nhận rằng là mình có một cái trách nhiệm đó em, để mà mình phải làm sao để mình gìn giữ tất cả những cái văn hóa, những cái culture, những cái gì mà tốt đẹp nhất của người Việt Nam mình, của cái thời trước 75. Rồi đến sau này khi qua đến bên này thì mình phải làm sao để mình có thể adapt, thích nghi được với cái thế hệ trẻ như là các con của chị rồi bây giờ đến các cháu ngoại nữa. Thành thử ra là cái điều này nó thật sự ra nó là một cái trọng trách, nó không phải là chuyện nhỏ, chuyện dễ để mà làm. Cho nên chị nghĩ tất cả những cái điều mà em chia sẻ với chị là năm 94 mà em và các bạn gìn giữ sa mạc tình yêu của Y Lan, ngay cả mang qua đến tận bên Nhật trong trong cái môi trường của lính Mỹ tại Nhật, thì tất cả những cái điều đó làm cho chị cảm thấy mừng, bởi vì ít ra chị cũng đã làm được cái cầu nối giữa cái thế hệ của Y Lan sau 75 rồi nối qua với lại cái thế hệ của các em là next generation. Đó, thành ra tất cả những cái điều này là chị phải cảm tạ bề trên lắm, là bởi vì đây là cái điều mà chị mơ ước và chị cầu nguyện làm sao mà mình có thể mình sống một cái cuộc đời nghệ sĩ mà nó mang được một cái giá trị, nó không phải là ở trên cái tiếng hát của mình, trên sắc đẹp, trên fashion or anything else, mà cái điều quan trọng nhất đối với chị là làm sao để mà mình mang được cái tâm tình của mình để mà gìn giữ được cái văn hóa âm nhạc Việt Nam của mình đến cho cái thế hệ tiếp nối. Và chị đã nghe em nói chia sẻ với chị điều này thì chị quá sảng sướng rồi. Trước khi em rời nhà hồi nãy đó thì em có cho cái người nanny của em là người Indonesian bà nghe cái bài, bà nói this is like your version, your Vietnamese version of Adele. Một người vocalist, em nói đúng rồi, it's my Adele when I was growing up. Like cái người mà powerful vocal mà there's that similarity. Em muốn chia sẻ. Chị cảm ơn em nhiều lắm.
mình sống ở trong một cái đất nước, Hoa Kỳ là một cái đất nước mà nó rất là bành trướng và mạnh mẽ về âm nhạc, nghệ thuật. Nhưng dù gì đi chăng nữa chúng mình cũng làm minority, sống ở trong một cái thế giới to lớn của người ngoại quốc như thế này. Tuy nhiên chị cũng luôn luôn không dám, nghĩa là không dám nghĩ rằng là mình đáng lý ra mình sẽ phải được có một cái đời sống của một người nghệ sĩ thực thụ như là những người ngoại quốc mà người tại ở Hollywood, mà người ta được bành trướng, người ta được lớn mạnh hơn. Tuy nhiên đối với riêng chị thì chị vẫn cảm tạ bề trên là đã cho chị một cái cộng đồng Việt Nam. Trước tiên là tại hải ngoại mình, là nơi mà chị bắt đầu xuất phát và nơi mà chị bắt đầu cất tiếng hát để mà đến với âm nhạc Việt Nam là tại hải ngoại. Rồi kế đến tiếng hát của chị nó được lan chảy trở về với quê hương Việt Nam của chúng ta, bao nhiêu fans ở Việt Nam của chúng ta nữa. Cho nên chị không có đòi hỏi gì hơn là chị cảm tạ bề trên là đã cho chị một cái cộng đồng Việt Nam nói chung là yêu thương tiếng hát của Ý Lan và gìn giữ tiếng hát của Ý Lan. Bây giờ một cái ví dụ hiển nhiên nhất là trước mặt chị là một Kenneth Nguyễn, là đã vừa mới chia sẻ với chị một cái điều mà rất là bất ngờ cho chị. Từ năm 94 là em, tức là chị mới đi hát chỉ độ vài năm thôi, thì cái bài Sa mạc tình yêu đó chắc lẽ là em nghe lần đầu hả, là em nói em nghe lần đầu ở bên Nhật hay là em đã nghe rồi ở bên này rồi em mới đem sang bên Nhật? Dạ không có, vài anh em mang qua cái băng, qua bên, hay cái CD qua bên Nhật. Ok, như vậy tức là họ cũng đã có nghe từ vài năm trước ở bên Mỹ mình rồi, rồi họ mới đem sang bên đó. Dạ đúng rồi. Wow, quý quá cưng. Rất là nhiều kỷ niệm em nghe lại hồi sáng này em nhớ tới, nó cũng như là một cái tattoo, nó mình xăm trong người của mình, nhưng mà hàng năm mình nhìn lại cái tattoo nó có tạo ra rất là nhiều cái ý nghĩa. Nó không còn cái ý nghĩa mà năm 94 cái tattoo đó, mình lựa cái hình đó mình in chí trong đầu, nhưng mà nó biến cái meaning, nó biến của cái meaning của nhạc. Em nghe cái bài này hôm nay, hồi sáng này em rất là buồn, là tại vì cái lyric, cái lời có cái sự mà rất là gần gũi giữa một người nữ và người nam, hoặc là hai người tình với nhau, rất là kháng khích với nhau, mà em cảm thấy là ngày nay cái độ mà yêu nhau đó, nó không còn như là cái cách diễn tả của chị trong cái bài hát đó, nó phai mờ. Totally understand and agree. Chị hiểu ý em rất nhiều. Nó không có đậm đà như 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 cái sự diễn tả của chị. Em ơi, vì cái đời sống đó, âm nhạc là con người. Em nhớ âm nhạc là con người. Tức là khi mà con người của mình sống ở một cái môi trường như thế nào và mình lớn lên với cái môi trường đó thì âm nhạc với những cảm nhận nó cũng sẽ theo với con người để mà nó hình thành những tư tưởng và những cảm nhận cho một con người trong cái thời gian nhất định đó. Thì ngày nay thì cái degree, cái độ mà thương nhau giữa hai người không còn đậm đà như cái năm năm 94. Em nghe và em nghĩ tới những cái người mà lính đi chung với em, họ nghĩ tới những người mà bạn gái bên bên Mỹ họ để lại, hay là, thì ngày nay em thấy nó phai mờ vô cùng. Mà chị nghĩ là mình định nghĩa như vậy cũng có cái phần nào đó a little khắt khe với cái thế hệ sau này. Tuy nhiên chị nghĩ rằng trong tình yêu thì bất cứ ở một thời điểm nào trong cuộc sống nó cũng có những màu sắc khác nhau, và ngay cả cái văn hóa của tình yêu cũng vậy, tình yêu nó có văn hóa của nó. Thành ra mình
Có thể cái giới trẻ về sau này đó, khi họ lựa chọn tình yêu và cách thức họ yêu cũng như cách thức họ diễn tả sự đậm đà hay là phần nông nổi nào đó, nó có khác Yeah, với great cái point. thời của chúng mình. Thế nhưng mà không có cái tình yêu nào mà không đậm đà, Great point. mà cũng không có tình yêu nào mà không xót xa. Yeah. Nó chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Đối với chị đó, khi là một người Việt Nam ngày nay có ý nghĩa gì với chị? Lớn lớn nhất cuộc đời chị luôn, lớn nhất cả vũ trụ này luôn. Chị đang sống ở nước Mỹ. Chị là Vietnamese American. Đã sống 40 năm hơn rồi ở trên đất Mỹ. Hơn cả một nửa cái cuộc đời trước của chị luôn mà ở Việt Nam. Tuy nhiên, đi đến đâu chị cũng luôn luôn chị hãnh diện vỗ ngực tôi là người Việt Nam. Là bởi vì hình như tất cả chúng ta khi mình chào đời, đặc biệt là những người Việt Nam như chị, được chào đời cất tiếng khóc đầu tiên ở tại quê hương mình. Tất cả những cái điều này nó cho Ý Lan được lớn lên với kỷ niệm, được lớn lên với hình ảnh, câu hò, tiếng ru, ngay cả từng miếng ăn, sự chọn lựa trong đời sống. Tôi đã là người Việt Nam từ tiếng khóc đầu đời. Tôi khóc bằng tiếng Việt Nam. Có ai định nghĩa được chữ khóc bằng tiếng Mỹ hay là tiếng Việt Nam không? Nhưng tôi biết chắc tôi đã khóc bằng tiếng Việt Nam. Nói đến đây nó nghẹn. Rồi mình sẽ nói tiếp sau về văn hóa Việt Nam trong Ý Lan. Cho nên bây giờ Ý Lan chỉ muốn nói một cách rất là tóm gọn, gọn lại là Ý Lan là người Việt Nam, Ý Lan hãnh diện và Ý Lan luôn luôn mong muốn đưa trái tim Việt Nam của mình đến với từng người Việt Nam trên mọi nẻo đường của khắp vũ trụ này. Nơi nào có người Việt Nam, Ý Lan mong là tiếng hát của mình, tiếng nói của mình đến từng nơi, từng trái tim mọi. Bởi vì Ý Lan tin con người Việt Nam của chúng ta đẹp lắm. Dạ, em đồng ý. Em đồng ý lắm. Chị, lúc mà chị 18 tuổi mà chị rời Việt Nam đó, thì cái lúc đó, có chị có những cái tư tưởng gì mà về tương lai của chị? Chị không rời Việt Nam năm 18 tuổi. Năm 18 tuổi là năm 1975. Cho đến năm 23 tuổi, tức là 1980, chị mới rời quê hương. Oh, em xin lỗi chị. Dạ, Nãy em hiểu đó. lầm chị. Vâng, đúng rồi. Không, em hiểu lầm là đúng là tại vì mình nói mà chưa có toàn vẹn cái ý nghĩa. Không sao. Thành ra, chị ở lại với Sài Gòn cho đến năm 1980, tháng 10 năm 1980 chị mới rời khỏi Sài Gòn. Yeah. Lúc mà chị rời Việt Nam đó, thì trong những cái tháng ngày trước khi đi đó, chị có cái tư tưởng là sau này tương lai của chị như thế nào? Lúc chị ra đi thì thật sự ra chị chỉ biết cầu nguyện xin Chúa để cho chị được bình an, cho gia đình được bình an. Sang đến Mỹ để đoàn tụ với lại bố của chị, với em của chị. Năm đó 23 tuổi, nhưng mà 23 tuổi của một người phụ nữ trẻ ở Việt Nam, nhất là Ý Lan nữa, thì nó cũng có hơi khác lạ, là Ý Lan rất hồn nhiên. Tuy là lúc đó một nách đã mang con gái lớn, lúc đó là gần 2 tuổi, rồi trong bụng thì mang em bé thứ hai cũng đã hơn 8 tháng bầu.
Mà Iran rất là hồn nhiên, còn trẻ con lắm, cho nên bảo là ra ra đi khỏi quê hương để mang những tư tưởng nào, thì thật sự ra Iran chỉ biết rằng là làm sao cho mình được bình an để gặp lại gia đình, và đặc biệt là không bao giờ nghĩ là mình sẽ không bao giờ được nhìn lại quê hương mình. Hay là có bao giờ mà tôi được trở lại nữa hay không? Tất cả những cái điều đó nó rất là nhẹ nhàng. Tuy rằng là trong cái chuyến ra đi của chị nó rất nhiều cam go và nhiều thử thách, nhưng mà chị nói cho Kenneth nghe là ngay cả cam go và thử thách mà đối với chị, bên cạnh có gia đình chồng, có bố mẹ chồng, có con bên cạnh, thì đối với chị cái đó là cái điều mà chị cảm thấy an tâm để mà có thể vượt qua những khó khăn sắp tới mà mình chưa biết nó sẽ như thế nào. Thì tư tưởng của Ý Lan trước khi rời khỏi Việt Nam chỉ là cầu mong để được đến nơi đến chốn bình yên, rồi thì một ngày nào đó mình sẽ lại được trở lại với những con đường xưa yêu dấu của mình. Mình chỉ nghĩ đơn sơ như thế thôi. Yeah. Em xin lỗi chị, em có research cuộc đời của chị cũng một một số details, nhưng mà em được biết á là chị không có cái, đại khái là không có cái ý tưởng hoặc là không phải là một người cao professional từ 12 tuổi, 13 tuổi. Phải không chị? Chị không có cái trajectory, cái career trajectory để mà trở thành một người ca sĩ lúc mà teenager. Em Rất ơi, yeah. chị mơ ước là một ca sĩ từ năm chị 5 tuổi kia. Yeah. Yeah, 5 wow. years old, from what I remember. Yeah. Nhưng mà tại vì ở trong gia đình, em biết là nhìn thấy mẹ mình mỗi ngày đi cùng với mẹ Thái Thanh để đi đến phòng thu băng, rồi tối thì lại được đi với mẹ đến những phòng trà để mà just being her partner. Tại vì năm chị 8 tuổi thì bố mẹ chị divorced. Yeah. Thì hiểu ra là Ý Lan là con gái đầu lòng, cho nên lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ, gần gũi và thân với mẹ lắm. Cho nên mẹ cứ thường, thay vì lúc trước mà đi có bố bên cạnh thì bây giờ không còn bố Lê Quỳnh nữa, thì là Ý Lan trở thành một người partner đối với mẹ để mẹ không bị lonely đi hát mỗi tối một mình. Thì tất cả những cái mơ ước để mà trở thành một người ca sĩ đối với Ý Lan là chuyện hiển nhiên rồi. 5 tuổi bắt đầu là mỗi sáng mở mắt thức dậy là chỉ muốn để cái băng nhựa magnetophone đó để lên, mà lùn mà bé lắm, đâu có reach nổi những cái chỗ cao mà mẹ để máy. Thành ra Ý Lan phải bắt một cái ghế xong leo lên, nhưng mà biết cách để mà làm reel to reel Yeah. để nhạc vào. Thế là mở là cứ sáng sớm, thật là sớm là đã nghe được tiếng hát của mẹ, dòng nhạc Việt Nam. Cho nên những gì mà Ý Lan nhớ là chỉ nhớ từ khi mình 5 tuổi đó, thì là đã bắt đầu yêu âm nhạc và mơ mộng một ngày nào đó mình cũng sẽ được trở thành ca sĩ giống như mẹ Thái Thanh. Nhưng Nhưng mà mẹ không cho, mẹ không có cho em ơi. Mẹ Wow. có lẽ là tại vì mẹ đã trải qua một cái cuộc đời là một người nghệ sĩ mà sống ở trong môi trường của đất nước Việt Nam của cái thời đó, thành ra là mẹ luôn luôn nói với lại các con, và nhất là đối với lại con gái lớn Y Lan, là con không được làm ca sĩ, mẹ không muốn, là bởi vì mẹ muốn con học hành, mẹ nuôi con để cho con trở thành một vị bác sĩ. Bác sĩ là gì? Mẹ nói mãi mà bây giờ trong đầu của Ý Lan vẫn còn nhớ: lương y như từ mẫu. Lương y là doctor, Yeah. là bác sĩ, như từ mẫu là như một người mẹ hiền, Yeah. tức là cứu người. Thành ra tất cả những cái điều đó mà Ý Lan thì ngoan lắm. Quý vị ơi, Kenneth ơi, mẹ bảo cái gì thì nghe điều Yeah. đó, nhưng mà trong thâm tâm thì rất buồn đau, là bởi vì mình chỉ muốn giống mẹ thôi, mình đâu có muốn giống ông bà bác sĩ nào đâu, mà không có được.
Đó là lý do mà giấc mơ để trở thành một người ca sĩ đã bị ngăn chặn từ những ngày còn rất bé. Nhưng mà em biết đó Kenneth, trong khi ở trong con người chúng ta đã có một đốm lửa nhỏ nhoi nào đó sẽ không bao giờ vụt dập tắt được. Nó giống như nó chỉ im ỉm thôi. Rồi một ngày nào đó, định mệnh là định mệnh. Ý là rồi cũng trở thành ca sĩ. Mà chị, những cái năm mà chị đang develop từ nhỏ mà chị đi phòng trà và phòng thâu, thì chị có vocal training hay là mẹ của chị có chỉ chị cách mà luyện giọng hay là đọc bài hay là hiểu về Em nhạc không? mean là ngày xưa khi mà chị còn bé mà đi với mẹ đó hả? Đi với mẹ thì là mẹ đã nhất quyết là không cho con gái để trở thành ca sĩ sức mấy mà mẹ 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 dạy cho chị nhá. Nhưng mà em biết rằng là như chị nói thì cái đốm lửa kia nó vẫn còn nhỏ nhoi trong lòng mình và cái máu nghệ sĩ vẫn ở đó. Cho nên chị đã luôn luôn, chị nghĩ thế chứ chị cũng có sure có đúng vậy không nữa, luôn luôn theo dõi mẹ. Mỗi khi mà đi cùng với mẹ đến phòng thu thì mẹ thu âm như thế nào, chị ngồi bên ngoài chị lắng nghe. Có lẽ là đó là một sự học hỏi tối đa nhất mà một một người thèm muốn trở thành ca sĩ được cơ may để học. Rồi sân khấu của hàng đêm của phòng trà, hàng đêm lên thấy mẹ đứng hát thế nào, mẹ giơ tay thế nào, tự nhiên nó nhập vào mình lúc nào mình không hay. Đó, đó là câu trả lời của chị cho em. Không bao giờ được mẹ dạy, nhưng mà mẹ đã âm thầm dạy mà mẹ không biết. Lúc mà chị còn nhỏ đó thì ba của chị với mẹ của chị là những người famous. Thì lúc đó chị lớn lên trong một cái hoàn cảnh như vậy đó, chị có biết là chị là cái privilege của một người con của hai cái người rất là nổi danh như vậy, chị có feel như là cái cuộc đời về đi về cái ca hát nó sẽ ok cho chị không? Chị chưa bao giờ cảm nhận cái điều đó. Mà thật sự ra nãy giờ chị nói với em cái câu 23 tuổi mà chị còn hồn nhiên, very innocent. Có lẽ là cái cách mà mẹ Thái Thanh nuôi chị và các em trong gia đình với cái sự bảo bọc của mẹ đó. Bố mẹ divorce thì là tất cả năm chị em là sống với mẹ. Thành ra mẹ bảo bọc mà kỹ lưỡng lắm mẹ. Mẹ chị khó tính lắm. Thành thử ra chị đi học ở trường thì chị có nhớ là ở trong trường các bạn chị rất là thương và quý chị. They were very excited every time cái giờ chơi the break time là họ cứ cứ mong mong nghe reng rồi một cái thì chạy đến cái classroom của chị để mà họ nói rằng đi xem Ý Lan. Mà lúc đó mình là một học trò thôi, cũng giống như họ thôi. Mà hồi nhỏ chị cũng ngạc nhiên là sao mà họ thương mình nhiều như vậy mà họ cứ thích đi xem mình. Mà mình cũng mặc cái chiếc áo dài trắng hay là cái bộ đầm trắng giống như họ thôi. Thì theo như chị biết là có lẽ là chị lớn lên để mà hiểu là mình là con của bố mẹ. Thì cũng có được cái sự để ý của mọi người nhiều hơn một chút. Là con của Lê Quỳnh, con của Thái Thanh. Nhưng mà chị thì chị cảm thấy cái điều đó nó bình thường lắm đối với chị. Nếu mà nói rằng chắc có lẽ là trong cái sự tự nhiên của một đứa trẻ mà lại cái đức tính của chị nữa, chị thương bạn và chị thương hoàn cảnh lắm. Cho nên từ bé xíu là chị luôn luôn nhớ là mình cũng giống như các bạn của mình thôi. Không không có cái gì gọi là ra khỏi ngoài cái sự đặc biệt đấy. Rồi chị qua Mỹ rồi đó thì lúc đó là chị có con rồi, thì chị settle down ở bên Mỹ đó, thì làm sao mà chị nhập cuộc vào cái đời đi ca được? Chị
sanh 5 người con rồi. Rồi lúc đó, năm đó là chị vào khoảng độ 31 tuổi. Thì let's see. À, một hôm nó hoàn toàn nó là một cái sự sắp đặt của bề trên hết em à. À, chị đi đến đám cưới của một người bạn thân của chị là chị Trâm. À, mà ở Sài Gòn ngày xưa chị Trâm đẹp lắm, mà học chung với chị, ngồi chung ghế trường với chị, sát bên thì chị Trâm được ngày xưa được gọi là hoa hậu của Nguyễn Bá Tòng, là cái trường high school chị học. Dạ. Mà chị Trâm thì gia đình có một cái tiệm bán vải ở trên Crystal Palace. Nó giống như một cái plaza mà nổi tiếng của Sài Gòn đó, shopping mall. Dạ. Thì cái tên của cái tiệm chị là Quận Chúa, là bán vải chuyên là để may áo dài đám cưới. Thành ra chị nhớ là tất cả những cái kỷ niệm của cái thời bé xíu đó của chị đó là nó hoàn toàn nó rất hồn nhiên, cho đến khi mà đi qua đến bên này rồi gặp lại Trâm, rồi Trâm làm đám cưới thì chị đến dự đám cưới của Trâm. Khi mà dự đám cưới của Trâm thì Trâm nhớ là chị ngày xưa ở nhà trường hay thường hay hát vào những cái buổi tất niên, cho nên Trâm yêu cầu Lan ơi hát cho Trâm một bài để làm kỷ niệm đi. Thế là Trâm có người quay hình trở lại, quay video cho cái bài hát đó của chị. Chị nhớ chị hát hôm đó là bài Mộng Dưới Hoa. Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng đã phải đó đó của bác tặng mình chưa. Thì xong rồi sau đó, sau cái đám cưới thì Trâm mới tặng cho chị cái video VHS đó. Thì ngày hôm đó bất thình lình chị đang mở ra, lúc đó là mẹ Thái Thanh vừa mới ở Việt Nam qua đoàn tụ với gia đình, thì sống ở trong nhà với chị, thì chị mới bật lên cho mẹ xem. Hai mẹ con đang ngồi xem thì có một người khách đến tìm mẹ chị. Người khách đó là chủ nhân của trung tâm diễn xưa, là chị Thái Xuân. Thì chị Thái Xuân hôm đó tìm đến gặp mẹ chị để prepare cho cái công việc thâu băng đối với mẹ chị. Tự nhiên chị bước vào nhà chị trông thấy nguyên cái ecran, một cái screen lớn của TV mà hình của Ý Lan đang đứng hát. Chị giật mình, chị bảo là ủa em hát bao giờ với cái thứ? Thì chị ngồi xuống để chị xem. Thì đó là cái cơ duyên của chị, là producer của Diễm Xưa bắt chị từ giây phút đó để mà đưa chị vào phòng thu, rồi bắt đầu she started my career Incredible since Rồi từ lúc đó đó thì mẹ của chị. À, đã, bây giờ phải nói nha, mẹ ngồi ngay đó phải không em? Thì lúc lúc mà chị nói như vậy, chị bảo là chị Thái Xuân bảo thôi trời ơi em hát hay quá mà đẹp quá như thế này, em phải đi hát chứ, em ngồi nhà mà em nuôi một lũ con thế này thì phí quá. Xong rồi chị bất thình lình chị nghe câu đó là chị rất sợ. Chị quay sang mẹ chị ngay, thì chị chưa nói gì cả, chị mới nhìn mẹ thôi, thì mẹ nhìn lại chị với cái ánh mắt của mẹ rất là yêu. Mẹ bảo Lan ơi chị Xuân nói đúng, con đi hát đi. Chị ngạc nhiên vô cùng, chị nói ô nhưng mà mẹ không cho con hát mà. Mẹ bảo mẹ không cho con hát năm con 13 tuổi, năm con 18 tuổi, bây giờ con 5 đứa con rồi, con là một người mẹ có trách nhiệm, con là một con người lớn lên có đầy đủ trí khôn để mà con có thể con làm những cái điều tốt cho con mà không hại cho con. Thành ra mẹ sẽ đồng ý để cho con đi hát nếu con và chồng con bằng lòng. Bây giờ mà hỏi cái câu hỏi hypothetical. Nếu mà chị đi ngược dòng thời gian đó, chị có nghĩ là chị được đi ca lúc 18 tuổi hay là lúc còn nhỏ mà mẹ chị khuyến khích, thì chị nghĩ là cái vấn đề mà ngày nay chị có hạnh phúc,
cái câu này thì nó khó trả lời trong cái lúc này, tại tại vì chị đã sống một cuộc sống Đã qua rồi. successful, dạ đã qua rồi, nhưng mà nếu mà chị nghĩ lại đó, là nếu mà em không có biết là những người con của chị có đi theo cái ngành ca hay không, nhưng mà cái phương pháp hoặc là cái triết lý của mẹ chị á, chị có áp dụng trong cái cuộc đời và cách cách dạy con của chị hay là những đứa cháu của chị không? Chị nghĩ là bất cứ một cái điều gì xảy ra trong cuộc đời của một con người chúng ta đều là có số mệnh hết. Nếu ngày xưa mà chị đi hát sớm chẳng hạn, thì chị cuộc đời nó cũng sẽ trở thành những cái kết quả nó khác nhau. Nhưng có lẽ nói chung là con người của chúng ta thì bất cứ một cái hoàn cảnh nào mà chúng ta phải đối diện, nó cũng phải đến từ cái thực chất của con người mình, từ cách suy nghĩ cho đến những dung cảm của chính con người mình. Cho nên no matter là ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, tuy rằng những cái come out nó có thể là in different pictures, ở những cái hình ảnh hay là những kết quả nó khác nhau, nhưng cái thực chất nó sẽ luôn luôn là cùng một thứ. Đó, thì chị nghĩ rằng là tất cả những cái điều này đó, nó nếu mà nó có là những cái kết quả khác nhau thì nó cũng chỉ khác nhau ở hình ảnh mà thôi. Nhưng mà chẳng hạn bây giờ chị nói để một cách nó rõ hơn một chút. Bây giờ chẳng hạn như nếu mà chị còn ở Việt Nam mà chị đi hát cái thời đó mà mẹ Thái Thanh cho phép đi hát từ sớm, có thể là chị cũng cũng trở thành một trong những người ca sĩ của cái thời đó, như là Thái Hiền, là cousin của chị. Tại vì chị vẫn nhớ là cái lúc mà bác Phạm Duy bắt đầu cho chị Thái Hiền đi hát thì cũng có đến nhà để mà rủ mẹ chị là cho con Lan nó đi hát với con Hiền. Tại vì Lan với Hiền là buddy, từ hồi bé là thương nhau mà gần với nhau lắm, chơi với nhau cousin nhưng mà rất là thân. Cho nên đến khi mà bác Phạm Duy đến rủ như vậy mà mẹ chị từ chối, nó không, em không muốn cho Lan nó đi hát quá sớm, em muốn Lan nó đi học để nó ra trường rồi nó trở thành một người professional, chứ chứ không có muốn nó đi trở thành một người ca sĩ. Thì chị buồn lắm, em chị khóc quá chừng luôn cái lúc đó. Mà chị có hơi giận mẹ nữa là tại vì mình còn bé quá, mình cũng chẳng hiểu tại sao mẹ lại cứ nhất định không có cho mình được vui với lại cái ý thích của mình. Thì chị nghĩ nếu mà cái thời đó mà chị đi hát thì chị cũng cũng rơi vào ở trong một cái hoàn cảnh như là hầu hết những người ca sĩ khác lớn lên ở Việt Nam mà start out as a singer là rất là trẻ em ạ. Mười mấy tuổi là bắt đầu đi hát đi rồi. Chị sẽ không biết rằng là mình nếu mà như vậy thì mình sẽ như thế nào, nhưng chị chỉ nhớ một điều là năm mười mấy tuổi thôi là chị đã bắt đầu có những cái suy nghĩ mà có thể là hơi bị người lớn quá cho cái lứa tuổi của mình. Tuy là con người của chị rất là hồn nhiên nhưng mà có những cái nó là cái một cái sự mâu thuẫn ở trong một ý là có những lúc rất là người lớn mà cũng có nhiều lúc thì là rất là trẻ con đó. Thành ra đó là một cái ví dụ nếu mà chị trở thành ca sĩ khi chị còn trẻ. Rồi chị nói chị có 5 người con, thì có trong 5 người con có em nào theo cái đường hay là muốn theo đường của chị không? Tất cả các con chị đều hát hay hết á, chị dám khoe. Nhưng mà tụi nhỏ đó thì chắc có lẽ là cũng bị somehow là ảnh hưởng theo với cái sự suy nghĩ của mẹ Y Lan từ bà ngoại Thái Thanh. Thành ra chị chỉ biết rằng là khi mà chị sang đến bên Mỹ, chị became a singer, professional singer, thì chị có một đời sống khá tốt.
để nuôi một đàn con khôn lớn, ăn học, đời sống trên trung bình. Thành ra đối với chị điều này nó là một cái ân hưởng của ông trời cho. Tuy nhiên chị vẫn không tin rằng là mình là một người minority sống ở cộng đồng Mỹ như thế này mà mình có thể vươn xa hơn được, hay là go wider. Không không nghĩ là mình có thể làm được điều đó. Cho nên chị khuyên các con chị là các con cứ đi học, rồi các con ra trường, các con lựa chọn cho mình mỗi người một cái ngành nghề, một cái sở thích để mà đi một cái ngành nghề riêng cho mình. Nhưng mà mẹ sẽ không ngăn cản các con hát, tại vì các con yêu âm nhạc. Đó là một biggest bonus mà trong bất cứ một cái ngành nghề nào tụi con làm, con có trở thành một bác sĩ, con có trở thành một luật sư, một kỹ sư, thì âm nhạc cũng sẽ luôn luôn là một cứu cánh để cho con không cảm thấy bị stress hay là bị cô đơn trong đời sống. Bất cứ là một ông tổng thống hay là một ông vua, chị tin rằng là họ cũng có những lúc cô đơn. Mà khi mà họ cô đơn thì họ phải có một cái số nào để mà họ can get out of it. Thì đối với Ilan, âm nhạc là cái số hay nhất. Em công nhận với chị không? Một That's trăm why phần trăm. that's why mà em đi học học hát và em yêu âm nhạc. Thành ra chị khuyên các con của chị nên học một cái ngành nghề để mà trở thành một một con người có ích cho xã hội. Nếu mà nói là một người ca sĩ như chị mà không cho một cái credit là có ích cho xã hội thì lại unfair. Unfair. Very unfair, yeah. Tuy nhiên cái sự ích lợi của mình nó làm màu cho đời sống có thể đẹp hơn, yên áng hơn, chứ nó không cứu người. Nhưng Thành mà ra, nhưng mà đối với em á, em suy nghĩ tự nhiên của em, nếu mà em là chị hoặc là em là cô Thái Thanh, hai đời những cái giọng vượt qua thời gian mà tới cái đời con của chị mà nó cắt đứt đó, thì chỉ có một cái phần uổng, đúng không? Một cái phần genetic line của chị nó mất, nó losing, cái người Việt Nam không được thưởng thức được the next generation của cái line, cái family tradition của gia đình của chị. có em ơi, các con của chị, nhất là Mai Linh, đó là con gái lớn. Năm nay Mai Linh 43 years old. And Mai Linh có hai người con rồi. Nhưng mà Mai Linh là cái người con mà gần với chị nhất trong cái thời gian mà Mai Linh còn học undergrad. Từ high school rồi vào undergrad, rồi mới vào medical school, and then she became a pediatrician. Thì thực ra Mai Linh trong cái thời gian mà còn cắp sách đến trường, ngay cả trong lúc học college, thì cũng sách ba lô, sách backpack để mà đi show với mẹ. Mai Linh, she already became a singer since she was only 18 years old. Rồi cho đến khi mà Mai Linh hoàn tất cái undergrad xong rồi bắt đầu vào medical school, thì Mai Linh mới phải concentrate về việc học để ra trường trở thành bác sĩ. Thì lúc đó Mai Linh mới stop singing. Nhưng mà after all thì cho đến sau này tất cả các con của chị là mấy đứa con gái, bốn đứa con gái đó, thì con trai thì sao somehow nó hơi bị ngượng, nó hơi mắc cỡ, thành ra nó lại không có chịu trình diễn, nhưng mà tụi nó hát rất hay. And bốn người con gái của chị, mỗi khi mà chị tổ chức show,
show live, live show ở tại Orange County, mà ngay cả khi chị đi bay đi những cái tiểu bang khác để chị tổ chức show thì các con của chị cũng always lúc nào cũng ở bên chị, join chị trong những cái show này để trình diễn, để đến với lại khán giả. Cho nên khán giả ở tại hải ngoại không ít người biết rằng là các con của chị cũng hát với chị, cũng có máu entertain như bà ngoại, như mẹ. Bốn đứa con của chị như vậy đó, thì trong bốn đứa chị có, em xin lỗi em phải hỏi cái câu này, có những cái, cái câu hỏi của em nó rất là không, em cứ tự nhiên, chị thì tự nhiên lắm. Em không muốn offend chị hoặc là offend người nào, nhưng mà chị nhìn bốn đứa đó thì chị có bao giờ chị nghĩ là cái vấn đề mà cái giọng đó hoặc là cái thiên tài mà của trong người của chị hoặc là trong người của cô Thái Thanh á, nhiều khi mình nhìn bốn đứa nhỏ rồi cô, rồi chị có bao giờ chị nghĩ là oh, chị biết cái talent, real talent chị feel được, rồi chị nhìn bốn đứa rồi chị nói là oh, that one has it, nhưng mà chị có dám chị push cái người đó hoặc cái đứa đó để go all the way không? Chị thì chị nghĩ rằng là nếu thật sự mà mình nếu thật sự chị muốn để mà push những đứa con của chị go all the way to become a professional singer, thì có lẽ chị làm cái điều đó cũng được. Nhưng mà cũng còn tùy vào vào cái fate của mỗi một con người chúng ta nữa. But, tuy nhiên, chị có cảm nhận là các con của chị nó lớn lên ở cái cộng đồng Mỹ ở bên này là nó cũng có khác hơn chị phần nào rồi. Chị là pure 100% một người con gái Việt Nam. Con của chị sống ở bên đất Mỹ này, mỗi ngày cắp sách đến trường toàn là gặp người Mỹ hết. Từ lời ăn tiếng nói cho đến cái cách sống, tất cả. Tuy nhiên, chị vẫn rất hãnh diện là các con của chị vẫn giữ được cái chất Việt Nam vô cùng. Đó là lý do tụi nó hát nhạc Việt Nam ngon lành. Hát nhạc Việt Nam ngon lành. Nhưng để mà trở thành a big star ở một cái cộng đồng hải ngoại này, nó phải đòi hỏi em không phải chỉ là có tiếng hát, em có thể hát ra tiếng hát Việt Nam, em có thể em có một cái look của người con gái Việt Nam, nhưng cái đòi hỏi lớn nhất mà người ta sẽ sau khi qua khỏi cái nhìn về cái đẹp bề ngoài hay là một cái tiếng hát trời phú cho hay, người ta sẽ nhìn vào tâm hồn của cái người ca sĩ đó. Mà tâm hồn của người ca sĩ nó phải đi đôi, ca sĩ Việt Nam thì tâm hồn nó phải đi đôi với cái chất và cái hồn của Việt Nam. Và điều đó các con của chị chắc chắn không có được. Đúng rồi chị, tại vì nó không connect, không cách gì connect được. Cái lời và cái sách cách suy nghĩ, em là 46 tuổi, em đã hiểu được cái điều đó. Mà chính mẹ của chị cũng nói con đừng nghĩ là con mai mốt đi ca professional nha. Lúc mà mới bắt đầu, mà hồi đó thì không có hiểu được, nhưng mà bây giờ mới understand là cái văn hóa và cái sự suy nghĩ đó, không để không cách chi nào mà em diễn tả cái cho cái người mà người Việt Nam người họ người connect được với cái tư tưởng trong cái lời ca tiếng nói. Tất cả những cái connection đó nó phải có từ kỷ niệm. Từ kỷ niệm. Như bây giờ nếu mà bảo chị hát một bài nhạc Nhật mà để diễn tả cho sâu lắng như một người Nhật, để hiểu được cái tâm tư của người Nhật, chị không làm được điều đó. Nhưng mà có thể em làm được phần nào đó là bởi vì em đã sống qua với cái thời gian với con người, tức là kỷ niệm của cái nơi chốn mình sinh ra, mình lớn lên nó quan trọng vô cùng. Mình carry it with you throughout your life until the end.
Thành thử ra bây giờ các con của chị nó có là cái lúc của người Việt Nam nó có hát ra được cái đủ đủ cái ý nghĩa để cho người ta hiểu cái tiếng nói của người Việt Nam. Thế nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không bao giờ carry được cái hồn của người Việt Nam để mà nó trở thành một người ca sĩ Việt Nam thành công tại hải ngoại. Huống chi bây giờ quê hương Việt Nam và hải ngoại bây giờ nó có cái sự liên kết nữa, liên hệ qua lại với nhau nữa, thành ra làm sao mà mình có thể mình cho nên chị nghĩ là chị đã I made a good decision để cho các con nó có một cái ngành nghề riêng, nhưng mà lúc nào trong thâm tâm của tụi nó cũng có tất cả những cái hạnh phúc về âm nhạc, and they know they have it. Very clear. Yeah. Cái cách của chị diễn tả về cái trajectory của một cái người artist để thành a big voice, a big star thì nó có rất là nhiều cái yếu tố, nhưng mà cái yếu tố một trong những cái quan trọng là cái tâm hồn và cái memory của cái văn hóa hồi xưa thì mang tới cái emotion, emotional ability to connect thì nó mạnh hơn. Yeah. Cần lắm. Chị có về Việt Nam thường xuyên không? Trước khi the pandemic of Dạ. COVID-19 là chị về bên đó, chị hát thường xuyên. I would say Oh, wow. every month during the past 10 years. Nhưng mà cho đến khi mà pandemic đến bây giờ thì not even in state mà mình có thể tổ chức show được, chứ huống hồ gì phải bay xa như vậy. Nhất là trong cái thời gian này thì Sài Gòn thật là tội nghiệp, bị damage quá nhiều bởi cái COVID-19 này. Nói đến đây tự nhiên lòng mình nó trùng xuống em ạ. Bây giờ cái mà nếu mà bàn về COVID thì vô tận, em cũng cũng hoạt động bên charity, bên em làm với một cái cơ quan là Blue Dragon để quyên tiền để raise cho COVID victim bên Việt Nam. Bàn về COVID thì rất là cái thời gian về đề tài đó rất là nhiều. Em cũng đang sửa soạn release những cái tập của em interview những người hoạt động của Blue Dragon. Nhưng mà em muốn trở về cái kỷ niệm của chị về Việt Nam lần đầu tiên để trình diễn, cái feeling và cái sự suy nghĩ của chị lúc đó đó. Chị có thể kể cho em nghe là chị về, tại vì chị đi trong một cái lúc chị không biết tương lai nó như thế nào, rồi lúc mà chị về đó, what was that feeling like? Chị ra đi năm 80 và lần đầu tiên chị trở về Việt Nam là năm 1997. Gần 18 năm sau chị mới trở về Việt Nam. Mà cái thời đó là cái thời mà rất là còn rất là sensitive cho người nghệ sĩ ở tại hải ngoại mà đi về Việt Nam để hát. Cho nên chị không về để hát. Lần đầu tiên chị trở về là chị đi làm charity works, and it was not with any foundation, any groups, only for myself, by myself, No no public. publicity. Lý do là tại vì trên con đường mà chị rời khỏi Việt Nam năm 1980 thì chị có được ghé vào trong Hồng Kông, và trên con đường mà chị đi vào tới Hồng Kông thì chị đã nhìn thấy biết bao nhiêu trẻ em Việt Nam đã mất cha mất mẹ trên những chuyến đi của họ để đi tìm tự do, và chị rất là đau lòng. Trong lúc đó thì chị có Mai Linh gần 2 tuổi và em bé trong bụng đã 8 tháng rưỡi rồi, gần 9 tháng. Thì chị nguyện với lòng mình là một ngày nào đó khi mà chị qua đến Mỹ mà đoàn tụ với bố rồi, mà có một đời sống tạm ổn rồi đó, thì chị sẽ đi trở về Việt Nam để chị làm những công việc thiện nguyện, nuôi nấng hay là chăm sóc những trẻ em mồ côi.
cả nó start out from cái hành trình của chị. Yeah. Rời khỏi Việt Nam cho đến Hồng Kông. Chị sống ở trong trại Hồng Kông được gần một năm. Và đó là lý do mà chị nhìn thấy và chị chứng kiến quá nhiều những mất mát và những cái đau khổ của những đứa trẻ đó. Thành thử ra chị đã làm giống như là một cái sự wake up call cho chị. Năm 1997, chị quyết định xách valise đi về Việt Nam để làm thiện nguyện rất là nhanh chóng, trong vòng vài tuần thôi. Mà đó là cái chuyến đi lớn nhất đối với chị lần đầu tiên, là bởi vì chị chưa bao giờ chị trở về Việt Nam kể từ ngày chị rời xa quê hương. Yeah. Chị tự suy nghĩ trong suốt cái thời gian trước đó vài tuần lễ, thì chị bảo rằng là ô, mình đã có những cái ao ước như thế này, và nó luôn luôn nó hối thúc mình ở trong mình, như là mình chưa hoàn thành được cái lời nguyện của mình. Mà bây giờ sau 17 năm sống ở nước Mỹ, mình sanh con đẻ cái, rồi mình có một cái career tốt đẹp, mình có một cái đời sống rất là bình giản thôi, nhưng mà nó yên. Thì chị tự hỏi mình, bao giờ mới là cái lúc mà mình cảm thấy dư dật, đầy đủ trước xong rồi đến dư dật, để mà mình muốn làm hoàn thành cái mơ ước này của mình, để mình yeah. đi, để mà mình cho tình thương, cho sự chăm sóc của mình đến những trẻ em mà mình đã tự nhủ lòng hứa. Thì chị suy nghĩ, chị bảo sẽ không bao giờ. Mình là con người mà, mình có một, mình muốn hai. Khi mình có hai rồi mình muốn ba. Vậy thì bao giờ mới là cái lúc mà mình cảm thấy là đầy đủ, hay là mình có gì? Cho nên chị quyết định, ok, Ilan, you have more than enough. Bây giờ có một đàn con ngoan, có một mái gia đình sống đều hòa với cuộc sống, có một career rất là tốt đẹp, là một ca sĩ được mọi người yêu mến, được danh tiếng. Vậy thì thế nào? Thế nào là đủ for you? Yeah. Thành thử ra chị bảo, no, this is I have more than what I wished. Yeah. Thành ra chị quyết định, đây là thời điểm mà mình cảm nhận được là mình có dư rồi, mình nên đem đi cho. Và chị đã xách valise chị về Việt Nam từ năm 1997. Cái lúc đó là cái sự conflict của bên vùng cam và cái xã hội, mà chị đi như vậy là một cái risky, một cái rủi ro rất là lớn, là tại vì nhiều khi có thể chị bị hiểu lầm, cộng đồng hiểu lầm. Yeah. Thì làm sao chị quyết định là chị đi được? Em có biết rằng là từ bé đến lớn đó, ở trong con người của chị, lúc nào chị cũng có một niềm tin mà nó mạnh lắm. Đó là Chúa của chị. Từ bé xíu, chị không biết gì về niềm tin, nhưng mà Chúa là niềm tin duy nhất đối với chị. Cho nên chị nghĩ, một khi mà chị về để chị làm việc charity, để hoàn thành cái giấc mơ của mình, nó không phải là mình về để mà mình về Việt Nam để mình kiếm sống cho mình, hay là mình làm giàu cho mình, hay là mình làm danh tiếng cho mình. Chị đi mà đeo mắt kính rồi đội mũ, đội nón disguise, không ai biết. Incognito. Là... Yeah. Vậy mà vô tới hải quan biết liền đó em. Người ta nhận ra liền. But anyway, thì chị tin rằng là những cái điều mà mình làm, mà với những cái ý tưởng tốt đẹp, giúp đời, trong sạch, thì mình sẽ tránh được tất cả mọi sự. Chị nhớ hoài là bà nội của các con của chị, tức là người má chồng của chị đó, là from my ex-husband. Yeah. Là bà luôn luôn nói một câu, không trời chẳng có ai ở với ai.
Thành ra chị tin. Chị tin là những điều mà chị làm là Chúa nhìn thấy và sẽ bảo đảm an toàn cho chị. Dạ. Rồi từ cái lúc đó đó thì chị về chị làm charity. Nhưng mà cái lúc nào chị về Việt Nam để đi ca? 10 năm sau. Dạ. Hai Năm nghìn. 1917 thì 2008. Bảy. 2008 là lần đầu tiên chị về để đi hát. Nhưng mà cũng cái show đầu tiên của chị nó cũng không phải là một cái show để chị đi về kiếm tiền, mà là show charity. Bao nhiêu tiền thu vào là để tặng cho cái hội charity, để lo cho cái hội đó ở bên Mỹ mình đó em, mà họ về họ làm rồi họ mời chị để chị về chị entertain. Nó là 20 years anniversary của East meets West của Mỹ mình. Thành ra cái tất cả mọi sự đối với chị nó phải được bắt đầu bởi cái tâm của một con người trước. Cho nên cái bước đi đầu tiên của chị lonely alone để chị bước đi cũng là cho charity works. Và cái bước đi đầu tiên để mang tiếng hát của mình về với quê hương, với fans và khán giả cũng là a charity show. And I'm very happy that I did that. Chị, cái vấn đề mà charity đó, cái văn hóa của charity nó rất là nặng trong cái văn hóa của người Mỹ, và cũng bây giờ em cũng để ý là bên Việt Nam very strong cái văn hóa charity. Nhưng mà lúc mà chị nói về charity đó thì chị nghĩ là cái tư tưởng charity nó nhiễm trong đầu của chị từ lúc nào? Chị thì chị chỉ thấy rằng là chắc lẽ là nó phải là từ từ lúc nào mà mình chưa biết, tức là trái tim của mình nó có những cái rung động đặc biệt đó. Chị chỉ biết rằng là khi mà chị còn 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 nhỏ, chị đi học ở trường đó, học ở trường thì em biết rằng là cũng có những cái người bạn của mình có những cái hoàn cảnh gia đình không được đầy đủ. Thật ra mà chị thì lại thương bạn vô cùng, đặc biệt là những người bạn mà gia đình nghèo, mà cái trường chị học là một trường tư, cho nên là bố mẹ của họ phải cố gắng đi kiếm đồng tiền về cho con được đi đến cái ngôi trường đó để học. Thành ra chị thương bạn chị lắm. Chị đã có cái tâm tình và có những cái hành động của chị từ hồi 10, 12, 13 tuổi bé xíu, là cứ về nhà nói với lại chị người làng ở trong nhà đó, là chị cho em một cái bịch gạo nè, rồi cho em một chai nước mắm nè, cho em tôm khô nè, rồi chẳng hạn như vậy, những cái nhỏ nhỏ như vậy, rồi cứ đem đến cho bạn mình. Đem đến cho bạn mình. Khi mà mình đi học, gặp bạn trong trường thì cứ khệ nệ xích xách thêm cái bịch đó đem đến cho bạn. Cho nên em hỏi là từ bao giờ chị đã có những cái ý tưởng về công việc charity. Chị nghĩ tất cả những cái đó nó phải xuất phát từ 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 tâm của mình, mà tâm của mình không phải chỉ một ngày tự nhiên mà nó mọc lên với cái tinh thần là biết yêu thương, có compassion. Không phải đâu, nó phải được từ nuôi nuôi nấng từ những cái ngày nào đó mà mình chưa biết, mình không hề biết, nhưng chỉ là những cảm nhận. Em nói như vậy đó là tại vì cái văn hóa charity trong gia đình của em không có. Em nói thẳng ra là tại vì em nghĩ là cái nhu cầu mà sống hàng ngày từ lúc mà họ qua bên từ bên Việt Nam qua đây đó thì cơm ăn và nhà cửa và tiền lúc nào cũng thiếu thốn những cái năm đầu, thì cái vấn đề charity gạt qua một bên. Nhưng mà em thấy là có rất là nhiều người họ suy nghĩ tới charity từ hồi nào tới bây giờ. Nhưng mà em cũng được biết đó là tại vì em có ngồi phỏng vấn một người bác tên là Trương Anh Thụy bên Washington DC. Nói là bà lớn lên với cô Thái Thanh ở trên Hà Nội. Thì hai người là cũng như là best friend hồi nhỏ, rồi giao cho những cái người mà lúc mà đói, hình như là 1945 đang đói, thì cô Thái Thanh với cô Thụy, bác Thụy cho những cái
xôi, một nắm xôi hay là cái Năm gì, xuôi. dạ, cho những người đi đi qua đường. Thì em nghe thì em nhớ nhớ lại những cái câu chuyện của bác Thụy kể lại cho em, thì em nói là maybe cái này là một cái văn hóa trong gia đình của chị, để nhưng mà em nghĩ là nếu mà chị không có nghĩ là một cái văn hóa trong gia đình thì cái đó là một trong cái tâm hồn của chị, nó natural nó ra. Chị nghĩ là vậy, là tại vì thật sự ra sống ở Sài Gòn trước năm 1975 thì gia đình chị, mẹ kiếm tiền giỏi lắm, khá lắm, rồi bố chị cũng ở một cái địa vị, một cái chỗ mà tốt đẹp, cho nên mà bố mẹ chị thì lại cũng cũng kỹ càng, không có cho ý Lan hay là các em mà đi đâu chơi đến với bạn bè gần cận hết á, lúc nào cũng là chỉ có gia đình với gia đình thôi, thành thử ra chị cũng không được biết nhiều, ngoài trừ những giây phút chị cắp sách đến trường, ngồi ghế nhà trường thì có những cái liên hệ với bạn bè, và mình đã có những cái cảm nhận hurtful, đã cái tim mình cảm thấy nhức nhối khi mà mình nhìn thấy bạn mình cái giờ chơi đó, cái break times của giờ học, thì chị học trò được túa ra rồi đi đi mua thức ăn, mua snacks này kia, là con nhà giàu thì có tiền, được bố mẹ cho sẵn là đi ra mua đồ ăn ăn, mà trong khi có những người bạn của chị họ ngồi lại ở lớp mà họ buồn lắm, tại vì họ thấy là they're different. Thành ra chị theo dõi những người bạn đó của chị từ hồi nhỏ, chị cứ kéo ra, mẹ chị mà cho chị một tuần lễ tiền allowance để mà ăn cho 5 ngày đi học đó, thì lúc nào cũng kêu bạn ra để chia, để mua cho mày cái này, này cho mày cái kia. Dễ thương lắm. Việt Nam thì cứ bạn bè là cứ tao với mày, không có dễ thương. Cái đó nó nói lên cái chuyện thân thân với nhau, thì tất cả những cái đó có lẽ nó nuôi chị, tất cả những cái hành động và những tư tưởng đó nó nuôi chị lớn lên với cái tư tưởng của một tấm lòng biết thương và biết thông cảm. Hôm nay em được nói chuyện với chị về kể về những cái details, những cái chi tiết trong cuộc đời của chị, em cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm tạ, I'm very thankful cho cái thời gian, em biết cái thời gian của chị rất là bận, nhưng mà em hy vọng là ngày nay đó, em với chị nói chuyện với nhau là một cái foundation để tương lai chị có những cái việc vui, việc những cái release mới Chia thì sẻ ha, chia dạ sẻ với em thêm. dạ Dạ, yeah. Hôm nay thì em cảm thấy là em nói chuyện hơi formal và em với chị chưa có quen, chưa có cái rhythm, chưa có cái nhịp mà nói chuyện thân, chưa, đối với em không có thời gian Không, rồi. chị nghĩ rằng là nếu mà nói về cái rhythm thì this is my Oh, true thank rhythm. you. tại vì em biết là người miền Bắc của chị đó, thì khi mà chị nói chuyện đó thì nó cũng có cái sự chậm rãi để mà mình chia sẻ mà một cách nó rõ ràng hơn đó, thành thử ra có nhiều khi một một cái ý nghĩa đó mà chị có thể chị nói một chút xíu lòng vòng đó để cho nó mở cái hình ảnh ra, thì khi mà chị nói đúng ở cái chỗ đó rồi là em hiểu rõ ngay, không cần phải thắc mắc gì cả đó. Nhưng mà không sao, em chị nghĩ rằng là hôm nay cái buổi nói chuyện của hai chị em mình nó rất là tình cảm. Cái Em cảm quan ơn trọng chị. đối với chị là cái buổi chia sẻ này của mình, cái quan trọng là mình lấy được những cái information mà mình cần biết, tuy nhiên nó phải được gói xung quanh và gói thật chặt với cái tình cảm của con người trước tiên, trước khi mình muốn chia sẻ điều này đến với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, chị sẽ không bao giờ quên cái câu hỏi của em mà làm cho chị xúc động nhiều nhất. Chị suy nghĩ gì khi chị nghĩ là chị là người Việt Nam? Cái điều này là cái điều mà chị nghĩ là một cái thành công lớn nhất trong cái buổi nói chuyện của hai chị em mình. Bởi vì mình phải start out là mình quý mình là người Việt Nam.
thì mình mới có thể chia sẻ tất cả những điều mà mình đã và mình đang chia sẻ với nhau và còn những ngày tới chia sẻ tiếp nữa. Yeah. Em cảm ơn chị. Thank you so much. Em feel so privileged and honored to share this hour with you. And thank you. Pleasure is all mine. Yeah, thank Thank you. you, Em. Yeah. Keep in touch. Yeah, I And sure for will. sure, I will have many, many things to tell you later. Yeah, em còn rất là nhiều câu hỏi, nhất là những cái đề tài mà về vào những cái chi tiết khác, nhưng mà để bữa khác, next year hoặc là cái dịp gì đó thì chị. Họ không không đợi tới next year lâu quá. Thank you, chị. Ok, Yeah, thank you so much. good. Tại vì bây giờ em biết rằng là with COVID pandemic, we're talking about each day now. Ha, thành ra là khi mà chị và em mình có được thời gian tiếp tục promise each other that we will have more conversation. Yeah, thank you. Yeah, because tất cả những cái conversation này, những cái cuộc nói chuyện này của mình là sẽ để lại biết bao nhiêu là hình ảnh cũng như tư tưởng đến cho mọi người cũng như thế hệ về sau. Yeah. So we need to do this more often. Wonderful. There's a lot of more chapters that we can talk about too. I'm Yes, looking còn at chưa you. nói gì về cuộc đời của chị đây nữa mà. Yeah. Bây giờ mình toàn nói kỷ niệm thôi, đúng Dạ không? đúng rồi chị, rất là nhiều câu hỏi, em rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà em không dám push the limit because I Bây don't giờ want. chị chỉ nói một cái trước khi mà mình Yeah. close out, chị chỉ cũng muốn nói là ít ra đó là nãy giờ mình nói kỷ niệm, thì giờ nói gọn một chút xíu Yeah. là bây giờ chị đang làm gì, Yeah, đang please. ở Yeah, yeah, đâu yeah. nhé. Thì bây giờ là Ý Lan đang ở California của nước Mỹ, miền Nam California, Orange County. Và đời sống của đại dịch COVID đã đưa tất cả những người, phải nói là đưa tất cả nhân loại trên vũ trụ này là đã gặp biết bao nhiêu khó khăn trong gần 2 năm qua. Trong đó không riêng gì Ý Lan. Ý Lan đã bắt đầu mở một cái lớp gọi là luyện giọng hát và hướng dẫn cách trình diễn vào cách đây 2 năm. Sorry, vậy là 3 năm rồi đó. Tức là Ý Lan đã dạy cái lớp, dạy cái studio này được 1 năm thì lại phải đóng cửa ngay là bởi vì cái vụ COVID. Nhưng mà bây giờ Ý Lan cũng đang bắt đầu mở trở lại, nhưng mà lấy ít ít học trò thôi. Tại vì thật sự ra bây giờ mình cũng phải lựa chọn để những học trò nào mà chịu chích ngừa rồi tôi mới dám dạy. Chị nói Chứ cái đó thực hơi. cô giáo Ý Lan này là cô giáo mà đã từng có history về breast cancer, thành thử ra Ý Lan rất là ngại là nếu mà học trò mà chưa chịu chích thuốc ngừa vaccine đó, xong rồi về đây mà cho tôi cái COVID là tôi chết liền. Thành ra đó là lý do mà Ý Lan cũng bắt đầu dạy lại được khoảng được 1 tháng nay. Em không dám hỏi câu đó là tại vì em không dám hỏi câu mà nếu mà chị đi dạy đó thì em không muốn offend chị, là tại vì em là cái câu hỏi đó nó chị chưa xong, mà em nhìn em thấy chị là còn perform còn 2 3 thập niên nữa, là em không dám Em hỏi ơi, câu đó. em suy nghĩ của em rất là đúng, là tại vì không, thường thường đó là cái người ca sĩ là phải phải qua cái gian đối diện với sân khấu với khán giả, tức là coi như retire rồi đó, Dạ. thì lúc đó thường thì người ta mới dạy, đúng không? Dạ đúng rồi Nhưng mà chị. chị lại suy nghĩ khác. Chị nghĩ rằng là nếu mà một khi mà chị về hưu rồi, tức là không còn hát khỏe nữa rồi, không còn sự lôi cuốn của cái tuổi trẻ nữa rồi, sắc và sức nó đều xuống hết rồi đó, thì lúc đó là phải retire. Mà khi retire rồi thì làm sao mà có thể còn sắc, còn sức, còn kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì có nhưng mà sẽ không có diễn tả được để dạy cho cái người học trò của mình. Yeah. Chẳng hạn như bây giờ chị dạy Kenneth Hart cái câu xin cảm ơn hạnh phúc có em,
chẳng hạn như vậy, nếu mà chị không có sức, chị vì già rồi, thì những cái nốt cao đó không giữ được cái strain để mà giữ cái nốt cho nó chuẩn, Dạ. thì làm sao mà mình có thể làm một cái example để cho, ví dụ cho cái người học trò của mình, người ta theo đúng được. Hay là cái cách lấy hơi chẳng hạn, lấy hơi mình muốn người ta lấy hơi hát từ bụng mà lúc đó hơi mình không còn nữa, thì hơi ở đâu để mà lấy ở bụng nữa. Thành ra chị tin rằng là khi mà mình muốn dạy là mình còn phải, Có vẫn sức. còn nhiều sắc sức, thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho cái người học trò người ta hiểu rõ hơn. Dạ. Mà chị Đó là lý học. do mà chị start sớm. Dạ. Mà chị dạy ở ở đâu vậy chị? Thành phố nào? Thì đó, chỉ có studio của chị lúc trước, trước cái COVID đó, là chị dạy ngay trên đường Bowsa Dạ. Avenue thuộc về Westminster. Nhưng mà vì cái COVID cho nên là họ phải đóng cửa hết, cho nên bắt buộc phải trả lại cái studio đó cho cái người chủ đất. Và bây giờ thì chị đang tìm một cái nơi để mà reopen cái Dạ. studio của chị. Em có câu hỏi này nè, à, con gái của em đó là nó 5 tuổi mà nó Ừ. mê ca hát lắm. Và em cũng muốn start very early, nó có cái khuynh hướng đi về âm nhạc, nó mê lắm. Nhưng mà chị nghĩ là tuổi nào là bắt đầu vocal training là tốt chị? Nếu mà em nói như vậy thì chắc chị phải nói 5 tuổi, là tại vì ngày xưa chị 5 tuổi chị thèm làm ca sĩ rồi. Nhưng mà vấn đề đó là con của em thích thích hát, nhưng mà hát nhạc Mỹ hay là nhạc Việt Nam? Cháu Em có chưa, nói được tiếng Việt Nam dạ không? không nói được tiếng Việt Đó, Nam. tức là muốn hát là phải hát nhạc Mỹ rồi. Dạ. Đó. Nhưng mà ngay cả khi mà cháu bắt đầu muốn hát mà cái tiếng hát của cháu nó chưa được develop bởi bởi cái pronunciation, nói tiếng Mỹ 5 tuổi thì cũng chưa có nói sành lắm đâu. Dạ chưa. Thấy chưa? Thành ra là chị nghĩ rằng là mình phải nên để cho con nó có cái tiếng nói nó sành sỏi cái đã. Rồi lúc đó mình hãy bắt đầu cho con bước vào cái trường hợp học ca hát. Còn nếu mà em cho con học về piano hay là violin, tất cả những cái đó instrument, thì là nó dễ hơn. Dạ. Nó không cần phải có cái phát âm của nó, thì nó học bởi cái trí nhớ của nó thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà đã hát thì là phải phải sành sỏi cái language. Makes sense. Makes so much sense. Em cũng hỏi những người mà instructor họ cũng nói khoảng 8 tuổi là the sweet spot. 8 tuổi là bắt đầu là ready, yeah. Nhưng mà họ Chị không có giải thích chi tiết bằng chị là cái phát âm của cái language nó đi song song với lại cái vocal production. Yes. Tại vì ngay cả bây giờ chị dạy cho những học trò của chị là đã 40 50 tuổi rồi, hay là 20 mấy 30 mấy tuổi rồi, mà chị còn phải luyện cái pronunciation muốn chết luôn, thì huống hồ gì là các em mà nó chưa nói được toàn vẹn, làm sao nó Yeah. hát Yeah. Cái điều đó rất là quan trọng. được. Yeah. Thì chị có còn cái plan sau COVID đó, thì chị sinh hoạt bắt đầu là đi ca trở lại và Đầu dạy. rồi, Dạ. bắt đầu rồi là bắt đầu những cái show, nhưng mà đương nhiên là cũng không có nhiều lắm như lúc trước, người ta bắt đầu mở mang lại thôi. Nhưng mà ngay tại Orange County của mình thì cũng khá khá nhiều show. Vậy em cũng hy vọng là một ngày nào đó gần đây thì em cũng đi dự một cái show của chị em nghe Em ở đâu? trên Los Angeles. Los Angeles, okay, that is very very close. Not too far away that we Dạ. cannot make Dạ. this happen. Nhưng mà Yes. chị sẽ có một cái show coming up. Chị sẽ báo cho em Dạ. nha. Báo Dạ cho chị. em in November Oh, okay. 7 do Thúy Nga tổ chức, mà ngay tại Orange County của mình, Sài Gòn Performing Art. Yeah, em Thì có biết lúc trung đó tâm chị đó. sẽ mời em tới để chơi với chị. Yeah, would love it. Yeah, would love to. Em cũng có Ok. một cái câu hỏi cuối cùng đó chị là cái vấn đề mà
chị lựa nhạc ngày hôm nay đó, và những cái người mà nghe nhạc bên bên Mỹ và người Việt Nam mà nghe nhạc, thì chị lựa một cái show như vậy thì chị lựa nhạc hồi xưa nhiều hơn, hay là chị lựa cái nhạc modern bên Việt Nam? Cái selection process của chị lựa nhạc á, thì nó như thế nào chị? Là một cái Chị nói set cho á. em nghe là chị xuất phát từ âm nhạc hải ngoại ở cái năm 90 mà chị hát phần lớn là nhạc Nhạc xưa tiền cái chiến thời nha của chị. mẹ chị tiền chiến rồi Together là bởi vì cái lúc đó thì chị cũng còn trẻ mới có 30 mấy tuổi thì chị hát dòng nhạc nhạc dịch đó nhạc Nhật như là Sa mạc tình yêu chẳng hạn đó thì nó là cái thời đó cái âm nhạc của cái thời đó nhưng mà luôn luôn nhạc tiền chiến là dòng nhạc mà gọi là cái basic của chị và sau này thì cái tuổi đời lớn lên thêm rồi dòng nhạc trẻ nó bắt đầu nó biến đổi để có nhiều màu sắc khác nhau. Chưa kể là từ ngày mà dòng những cái sáng tác của Việt Nam, nhạc sĩ sáng tác Việt Nam đưa qua những bài hát cũng rất hay. Đặc biệt, đó là những cái sự thay đổi. Nói chưa thay đổi không đúng mà chị nói rằng là chị updated cái dòng nhạc chị hát là chị có thêm thêm thắt những cái dòng nhạc đó vào trong một buổi trình diễn của chị. Mà vấn đề chính, dòng nhạc chính vẫn là dòng nhạc tiền chiến. Tại vì classic is forever, right em? Good Và point. chị lớn lên với dòng nhạc đó, cho nên khi chị hát ra, khán giả và fans người ta cảm nhận được những cái hình ảnh kỷ niệm của dòng nhạc đó đối với chính họ nữa. Mà đó họ là những người lớn tuổi, nhưng mà rồi những người lớn tuổi rồi cũng đi qua đi nhưng mà họ đã truyền lại cho con cháu của họ nghe những dòng nhạc đó cho nên giống như là chị lại tiếp tục carry cái torch đó để mà đưa dẫn cái giới trẻ đi tìm những cái dòng nhạc tiền chiến rất là giá trị trong cuộc đời của người Việt Nam. Thêm nữa là từ ngày mà chị đứng ra chị dạy hát chị dạy lớp học luyện giọng thì chị lại có những cái số học trò mà họ còn trẻ và họ rất là mê người hãy quên anh đi cái loại nhạc như vậy Mỹ Tâm hát bên kia hay là Mỹ Linh hay là Quang Dũng những cái loại nhạc mà sau này nhạc sĩ người ta hoặc là ngay chính chị cũng hát chẳng hạn như là không còn mùa thu trăng rơi bên thềm không còn lời ru mơ trên môi mềm chẳng hạn như vậy là những cái dòng nhạc ở bên Việt Nam đưa qua mà nó rất hay cho nên chị lại học hỏi thêm được từ học trò chị bởi vì họ cần học những bài đó thì chị phải research những loại nhạc đó để chị dạy cho họ hát làm sao cho hay thành ra đối với chị âm nhạc là không có biên giới là âm nhạc là tình yêu cho nên chỉ có quan trọng là mình lựa chọn nhạc mới hay nhạc cũ nhưng mà nó phù hợp với những cái show của chị hát chủ đề show như thế nào thì chị luôn luôn xen kẽ có một ít bài nhạc mới ở trong đó. Mà chị spend time với những người tuổi trẻ bên bên Mỹ, gốc Việt Nam, học những cái bài ca hoặc là những cái cách ca của chị, nhưng mà chị có thấy là như là chị nói hồi nãy đó, là cái tâm hồn và cái cách connect, cái emotional memory của nước Việt Nam nó có bị thiếu một tí không chị? Chị thì chị nghĩ rằng là một khi mà những người mà người ta đã lựa chọn những cái dòng nhạc Việt Nam mới sau này đó là họ có tâm hồn của cái văn hóa mới đó chứ không phải là họ không có nhưng mà để cho mà mình cảm nhận được
để chị cảm nhận được cái hồn khi mà chị dạy cho người ta hát thì có lẽ là không nhiều, là tại vì chị không sống trong cái môi trường đó của họ. Ngay cả âm nhạc chị cảm nhận được bởi là melody, bởi là cái lyrics. Nhưng mà cái kinh nghiệm sống của những người sống tuổi trẻ kia, chị không sống cùng với họ. Cho nên em hỏi là có thiếu không, thì có lẽ là thiếu là ở chị chứ không phải là thiếu ở họ. Tức là chị không, chị bị thiếu cảm nhận đó chứ không phải là họ. Em hiểu. Em còn nhớ là lúc mà em học nhạc với lại cô Thái Thanh thì cô Thái Thanh cứ đánh piano và những cái bài nào mà cần accompaniment thì cô Thái Thanh thì chỉ có học nhạc, chỉ có về vấn đề mà nhạc lý thì chỉ có phải vững để ca tới cái level của chị không, hay là chị trong con người của chị là có một cách của chị riêng thật sự không cần music theory. Như là em đã nói, em hỏi như là em đã hỏi và chị đã trả lời là từ bé là chị đã bị mẹ ngăn chặn rồi. Ở trong nhà chỉ có 5 chị em, mà cậu em út của chị thì là bị polio từ bé xíu rồi. Thì đương nhiên là, nhưng mà em sẽ ngạc nhiên lắm là cậu em út của chị lại trở thành một he graduated from college với cái bằng cấp là music, làm hòa âm đó. Cậu ta làm hòa âm cho phim, cho movie. Thương lắm em. Rồi nhưng mà bây giờ Đại mất rồi. Tên là Đại, như Đại. Đại đã mất cách đây cả chục năm rồi em. Mà bị polio thì không có kéo dài đời sống được. Đó, rồi trong nhà chị là cái người đầu tiên mà mẹ không cho đi học nhạc, không cho học piano. Nhắc lại vẫn bùi ngùi. Bên cạnh đó thì gia đình chị, thì kế chị là anh Lê Xuân Việt, là doctor psychiatrist, thì Việt được đi học thầy Nghiêm Phú Phi. Rồi đến chị Quỳnh Hương là em gái của chị, thì Quỳnh Hương thì như cái đuôi của chị vậy đó, từ bé đến lớn lúc nào cũng thân với chị lắm. Mà chị không được đi học nhạc thì Quỳnh Hương cũng không có mong ước gì để đi học nhạc, lúc nào cũng muốn dính sát với chị. Thành ra so far là em thấy là trong nhà là có một mình anh Việt được đi học, anh Đại thì được đi học về nhạc, rồi một em gái của chị là người thứ tư, là trên Đại đó, cũng được đi học quốc gia nhạc. Tại vì những người này là những người mà được đi học là tại vì mẹ chị biết là họ sẽ không không như chị. Đó là lý do mà chị từ bé đến lớn chị chưa bao giờ được cắp sách đến trường học quốc gia âm nhạc hay là học nhạc lý. Nhưng chị lì lắm, chị ngoan, chị nghe lời mẹ, nhưng mà cũng có những lúc mà chị mở bài của Loan, của Việt đi học về, chị tự học lấy ở nhà, chị tự học để đánh đàn piano lấy. Cho nên ít nhiều chị cũng có cái ý thức về âm nhạc. Mà chị chỉ ước chi mà nếu mà chị được học đàng hoàng chắc ngon lành hơn. Còn It's so strange hearing that comment from you. Tại vì một người như chị mà nói cái câu đó thì so ironic, right? không em ơi, tại vì tất cả những cái gì nó cũng là sự thật hết. Mà đời sống này mình không bao giờ mà mình che giấu sự thật được. Mà sự thật nó luôn luôn nó mang đến những câu trả lời và những cái kết quả nó thiết thực nhất và hay nhất. Tại vì để mà chia sẻ với em như thế này là sẽ có rất nhiều người nghe. Mà những người nghe, người ta cũng đâu phải ai cũng có được cơ hội để mà được đi học nhạc.
như là các em của chị? Hay là có những người mà không được đi học nhạc giống chị mà vẫn yêu mến, vẫn muốn theo đuổi? Thì đối với riêng chị là mình có những cái cách thức mình có thể mình overcome được. Và đương nhiên nó cũng phải là một cái biggest gift, một cái món quà to lớn mà Thượng Đế trao tặng cho mình, là mình yêu mến nó đủ và mình mong muốn nó đủ để mà mình đạt tới cái mục đích của mình. Nên nên như là cái ngọn lửa chị nói đó trong người đó mà có rồi, mà feel, có cái feeling rồi đó chị, you become unstoppable. Không không Yes. chị, em nghe trong cái story, những cái story chị kể là thấy là chị có cái understanding là cái ngọn lửa đó nó very hot, rồi trước sau gì cũng nó cũng Nó burn phải through you. đến. Yes, nó phải đến. Chị nghĩ đó là lý do chị nói cái câu là một khi mình mong muốn có một cái điều gì, là mình cái sự mong muốn đó, cái ao ước đó, nó phải strong enough, nó phải strong lắm để nó dẫn mình đi đến một cái kết quả. Em cảm ơn chị so much. Thank you. Em muốn là những ngày tháng, những năm tới là chỉ có những cái development, tại vì có vấn đề em nghe về tôn giáo rất là nhiều trong cái cuộc nói chuyện hôm nay. Chị có rất là một cái strong religious faith, một cái đức tin rất là mạnh. Em cũng muốn tìm hiểu, tại vì em cũng cũng lúc nào cũng hỏi về cái đường thiêng liêng của em và những người mà có cái khuynh hướng mà đã đi trước rồi và đã cảm nghiệm những cái về đức tin đó, thì em muốn tìm hiểu và em open mind, mặc dù em không đi cùng đường đó bây giờ, nhưng mà em cũng có một cái sự hướng dẫn trong trong tâm của em nó khác, nhưng mà em cũng muốn sưu tầm những cái different perspective Tìm để hiểu, em muốn tìm và hiểu. tìm hiểu. Em ơi, chị chỉ nói với em một điều này, dễ hiểu lắm ở trong con người của chị về vấn đề tôn giáo. Tại vì bố mẹ chị và gốc gác gia đình chị là đạo Phật, mà bố mẹ chị gửi chị vào trong trường trường Thiên Chúa Catholic School từ những ngày chị mới có 7 tuổi thôi. Đó, thì chị phải ở trong trường đó để cho người ta nhận, đó là trường Pháp với em, Notre Dame de Mission ở trên Thủ Đức. Thì để mà cho con vào cái trường đó bắt buộc là phải con phải là người công giáo người ta Phải mới rửa nhận. tội. Đó thì chị phải được rửa tội, có tên thánh đàng hoàng, rồi hàng tuần cứ mỗi một tuần ra là cái ngày chủ nhật là đốt đèn cầy để đi nhà thờ. Chị lớn lên với tất cả những khung cảnh đó và cái văn hóa đó, và chị cảm tạ Chúa là đã chọn chị. Chị có dám nói với em một điều là cho đến giờ phút này đã 63 tuổi đời trong cuộc sống, nhưng mà chị nghĩ rằng là Chúa hay Phật hình như là chỉ có là một người thôi, là một đấng thôi. Nhưng mà con người của chúng ta đặt tên khác nhau để mà tạo thành một cái niềm tin riêng của mỗi người. Cho nên chị respect tất cả, từ người đạo Phật cho đến người đạo Chúa, là họ có niềm tin riêng của họ. Miễn sao là bởi vì niềm tin nào cũng chỉ dạy con người những điều tốt lành nhất mà thôi. Yêu người. Em. Thank you, chị. Vậy là hôm nay em muốn kết thúc để cho chị em muốn cảm ơn chị again, once again đã spend time với em. Thì những cái năm tới là em hy vọng là có cách nào thì em chắc cũng gửi con em xuống trong vài năm nữa để gặp chị, rồi để just a couple lessons. So có một cái tradition that we have, the một cái Là from you with my mom and now yes you're a daughter with me. Okay, yes that mà at sounds least once a month, hoặc là em hiểu là
cái vấn đề là cái connective tissue chứ không phải là cần cái technical side hay là cái gì, nhưng mà có một cái hiểu biết là nó mà mốt nó lớn á thì nó Là biết gìn là giữ cái nó văn hóa Việt Nam trong con. Yes. Hay lắm em. Yes. We'll do that. We make a plan for that. Okay. Cảm ơn chị rất là nhiều. Okay, em cảm ơn em nhiều rồi. Chị em mình sẽ tiếp tục có những buổi như thế này soon. Okay. Thank you. Thank you for your time too in choosing me. Cảm ơn chị. Have a great evening. Thank you. You too. Bye bye, Chào girl. chị. Chào chị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.